Mình chào anh em mọi miền Tổ quốc nha. Bữa nay mình giải đáp một số thắc mắc của anh em trên cái phần video hướng dẫn sang tên thủ tục làm mua bán xe cũ. A few moments later. Đầu tiên á là có một người bạn tên là Nam Bùi Trọng thì có hỏi là giờ em mua xe cũ khác tỉnh, rút hồ sơ gốc và có giấy mua bán nhưng không về tỉnh để đăng ký sang tên thì có cách nào để sang tên mà không cần phải về không ạ? Thì cái câu hỏi này thì mình xin giải đáp luôn. Nếu mà mình muốn sang tên mà không cần về thì chỉ có một cách, đó là nhờ cò lái nó đi về giùm, nó sang tên giùm thôi. Tuy nhiên thì cò lái nó cần phải có chữ ký của mình cũng như là khai các hồ sơ. Thì lúc đó cò lái nó sẽ có những cái cách gọi là mình nói luôn ha. Thì tiền nó có thể quyết được tất cả luôn. Anh em chỉ cần bơm tiền nhiều hơn. Ví dụ như nếu anh em đi về á thì anh em tốn tiền xe, tiền hồ sơ này kia nọ cho 1 triệu đi. Đó. Thì anh em phải xuất hiện ký giấy tờ hồ sơ này nọ thì tốn 1 triệu đi đường rồi hồ sơ các kiểu. Rồi xét xe, rồi đóng các cái phí làm như là cà số khung số máy, rồi đi lên đi xuống, đóng thuế này kia nọ. Nhưng mà anh em không đi thì nhờ cò lái, thì anh em có nghĩa là giao một cái giấy ủy quyền ha. Anh em viết cái giấy ủy quyền đi làm cái việc đó ha. Còn không nữa thì anh em chỉ cần đưa tiền nhiều thì nó sẽ có cách nó làm. Thì cái câu hỏi này mình trả lời như vậy để anh em biết là ví dụ như anh em cứ cho nó 2-3 triệu hoặc 4 triệu gì đó là nó làm được hết. Tuy nhiên thì anh em hãy cân nhắc cho kỹ là anh em bơm tiền nhiều như vậy 3-4 triệu mà anh em để sang tên thì anh em nên đi về, sắp xếp công việc đi về. Hoặc là chiếc xe nó có giá trị á, ví dụ giá trị cao á thì anh em mới bỏ ra nhiều tiền như vậy. Chứ còn nếu mà xe giá trị thấp á thì thôi, mình không cần phải sang tên, mình không cần phải sang tên mới đâu, mà mình chỉ cần có giấy ủy quyền của chủ cũ cho mình là mình cầm cà vẹt, cầm bảo hiểm mình chạy được rồi nha. Đó là câu trả lời của mình. Câu thứ hai, bạn Huy Hoàng hỏi là khi sang tên khác tỉnh, lúc mua mới chủ xe cần làm những giấy tờ gì thì để rút hồ sơ gốc sang tên. Thì cái này thì mình có đã giải đáp thắc mắc rồi. Khi mua xe khác tỉnh thì muốn sang tên thì mình phải cần giấy tờ gì thì mình có nói rồi, là phải có hợp đồng mua bán. Rồi trong hợp đồng mua bán có ghi cái người bán người mua của mình, đúng không? Lấy hợp đồng mua bán đó đi về tỉnh rút hồ sơ gốc. Thì ở công an tỉnh, công an quận, huyện nơi tỉnh có đó, thì người ta sẽ cần phải có chủ cũ chiếc xe xuất hiện để làm thủ tục rút hồ sơ gốc. Hoặc là chủ cũ phải đưa cái căn cước công dân cho mình, thì mình cầm mình mượn căn cước công dân đó của chủ cũ mình đi nha, và cộng với căn cước công dân của mình nữa là hai cái đó, cộng với giấy mua bán rồi cà vẹt để người ta thu hồi và người ta đưa hồ sơ gốc lại cho mình nha. Rồi cái đó là cái phần câu hỏi của bạn Huy Hoàng. Rồi một câu hỏi nữa của bạn Nhân Tóc, bạn ấy hỏi là anh mua xe này bao nhiêu tiền với anh? Thì chiếc xe mình mua con SH 2017 á, 125 ABS, thì mình mua con này với giá là 70 mấy triệu đồng nha anh em. Thì mình cũng không nói cái 70 mấy là 70 bao nhiêu. Thì anh em biết rồi, xe bây giờ thì nó có mức giá hết rồi. Mình mua sang tên lại chính chủ và nó là phiên bản 2017. Tiếp theo có một bạn hỏi là ủy quyền cho mình rồi, mình sang tên cho ủy quyền cho mình rồi, mình sang tên cho mình được không anh? Thì tất nhiên rồi, mình viết ủy quyền rồi sau đó mình lại không muốn ủy quyền mà mình đi sang tên, thì mình phải nhờ lại cái người kia viết lại cái tờ sang tên cho mình nha. Nhưng mà mình nói bạn này nè, thì mình ta đã ủy quyền cho mình là mình đã có toàn quyền rồi, thì mắc gì mình phải sang tên nữa. Còn nếu mình muốn sang tên thì mình phải nhờ lại người đó hủy cái giấy ủy quyền đi, rồi sau đó mới đi làm thủ tục sang tên cho mình lại nha. Ok. Rồi tiếp theo câu hỏi của bạn Noi, thì bạn hỏi là cho em hỏi là mình là bên được ủy quyền xe máy mà mình muốn toàn quyền sử dụng xe như mua bán cho tặng người bên thứ ba thì trong hợp đồng phải ghi như thế nào? À, cái này thì mình trả lời luôn. Nếu mà người ta đã ủy quyền cho mình rồi á thì mình tất nhiên mình có toàn quyền rồi. Nhưng mà bây giờ mình muốn mua bán cho tặng người khác nữa, tức là bên thứ ba, thì trong hợp đồng mình phải ghi như thế nào? Thì cái này mình không có ghi gì trong hợp đồng, mà mình chỉ là đi ra phòng công chứng, mình viết giấy mua bán, coi như mình đã là chủ của xe rồi đó ha. Mình không có phải là ghi cái gì trong cái hợp đồng trước đó nữa, mà mình làm một cái hợp đồng khác nha. Và mình coi như là mình là người có toàn quyền rồi, mình viết giấy mua bán cho người thứ ba hoặc là cho tặng nha. Rồi tiếp theo câu hỏi của bạn Thanh Vũ Mai,
Hello anh chị, cho em hỏi tí, ngoài thủ tục anh nói như trong video thì em thiếu phần biển số xe khi đăng ký mới và khác quận. Vậy công an có thu tiền biển số mới không vậy anh? Tất nhiên rồi, khi mà mình sang tên biển số mới, mình đóng biển số mới thì biển số người ta sẽ thu khoảng khoảng 50.000 đồng nha, khoảng 50.000 đồng. Đó, còn tùy nữa, có thể công an nó xin thêm hoặc là công an nó ghi thêm cái gì đó thì mình phải hỏi cho rõ là cái phí này từ đâu ra và cụ thể là bao nhiêu, nếu mình muốn cho rõ ra ngô ra khoai nha, tại vì mỗi khu vực công an có khi nó lại khác nhau. Đó, mình dự trù trong túi vài trăm ngàn đi rồi mình đi làm mấy cái thủ tục. Ok. Tiếp theo là có một bạn hỏi là anh ơi cho mình hỏi, giờ mình mua xe cũ biển quận 11 sang tên mình ở quận 10, vậy có cần rút hồ sơ không anh? Hay chỉ cần làm giấy công chứng mua bán từ cửa hàng là có thể đi đóng thuế sang tên được rồi. À, cái này thì mình đã giải thích rất là rõ trong video clip rồi. Thì bạn hỏi lại coi như mình cũng trả lời lại luôn. Đó là mình ở quận này sang tên qua quận khác, hoặc là mình ở thành phố này, tỉnh này sang tên qua thành phố khác, tỉnh khác, thì tất nhiên mình phải rút hồ sơ gốc hoặc là trả cà vẹt. Tất nhiên rồi, mình phải rút hồ sơ gốc hoặc trả cà vẹt thôi. Còn cái việc mà mình có cầm giấy công chứng mua bán từ cửa hàng đi hay không thì tất nhiên mình cầm giấy công chứng mua bán là mình có thể đi sang tên được rồi nhé. Ok. Tiếp theo câu hỏi của bạn Trần Khắc Linh, hợp đồng mua bán này mình lấy ở đâu vậy thầy? Ok, hợp đồng mua bán mình không có lấy ở đâu hết mà mình ra phòng công chứng sẽ cung cấp cho mình, và tất nhiên người ta đã có tính tiền cái photo hợp đồng mua bán rồi nha. Trong đó có cái phần gọi là ghi chép của người bán người mua. Và người bán thì mình nói thêm luôn, người bán phải cầm theo cái giấy độc thân, hoặc là nếu có gia đình thì phải cầm giấy kết hôn theo để lăn tay, và cả hai vợ chồng nếu mà có giấy kết hôn và cả hai chồng phải ra để công chứng nha, cho người mua. Và người mua thì không cần phải cả hai vợ chồng nha, người mua thì chỉ cần ai đứng tên mua là người đó đi thôi. Tiếp theo bạn Trường Hải hay gì nè, bạn hỏi là thầy ơi cho em hỏi, bữa giờ thầy đi thu hồi cà vẹt có mất phí không ạ? Em bị thu 300k. Ok, bị thu hồi cà vẹt là không có mất phí nha bạn. Thu hồi cà vẹt thì mình chỉ mất 50 ngàn tiền ngu. Tiền ngu là tiền gì? Là tiền mình không biết cà số khung số máy đó. Mình ra ngoài chỗ công an có những cái cò lái, những cái người làm nghề cà số khung số máy, người ta cà cho mình mà người ta lấy 50 ngàn tiền cà. Thì cái phần cà số khung số máy thì mình xin nói thêm, mà bữa nào mình làm clip mình hướng dẫn anh em cà số khung số máy. Bây giờ mình đã biết cà số khung số máy rồi, mình để ý người ta làm dễ lắm ha. Mua cái tờ giấy của học sinh cấp 1, nó có tờ giấy dán á, hai mặt á, mình về mình lấy cái bút chì, mình cắt cái bút chì làm sao mà mình cà lên được, là nó ịn cái bút chì lên, đè lên cái khung số máy là mình có được cái số khung số máy rồi. Dễ thôi, không không khó đâu, chỉ cần tỉ mỉ chút là làm được. Rồi, tiếp theo có một bạn hỏi, bạn Vũ Khanh, thầy cho tôi hỏi sao tôi mua lại xe em gái tôi ở Bến Tre cũng xe cũ, nhưng khi đi làm thủ tục sang tên về Đồng Nai thì phòng công chứng cho biết rằng em tôi đã đi định cư nước ngoài nên không thể cho tặng hay mua bán được. Vậy có cách nào xin mọi người xin chỉ giúp? Tất nhiên rồi, khi cái người chủ xe mà đã đi nước ngoài định cư nước ngoài rồi á, thì tất nhiên á thì mình đi công chứng hoặc cho tặng thì không được nữa rồi. Chỉ còn một cách thôi là chờ em gái về, hoặc em gái chuyển phát nhanh cái tờ ủy quyền nha, tờ ủy quyền cho mình có toàn quyền để mình mua bán cho tặng chiếc xe đó ha. Em gái làm cái giấy ủy quyền cho tặng mình, rồi sau đó mình sử dụng hoặc là mình mua bán lại cho người khác, chỉ có cách đó thôi nha. Rồi mình trả lời như vậy. Tiếp theo một bạn hỏi là bạn Phúc Nhỏ Vlog, sang tên xe của anh em ruột trong gia đình thì mình nên làm như thế nào vậy thầy? Thầy chỉ cho em cách làm với ạ. Em cảm ơn thầy. Thì anh em ruột hay là người dân thì đều như nhau hết nha. Trong gia đình thì tất nhiên á, thường thường hồi đó giờ á, trong gia đình thì chỉ cần là đưa cà vẹt với lại cái giấy bảo hiểm là mình đi rồi, tại vì anh em trong gia đình mà, cho nên người ta tin tưởng nhau thì đi thôi, chứ không lẽ bây giờ mình phải đi công chứng mua bán là mệt mỏi quá trong gia đình mà, đúng không? Nhưng nếu như mình muốn chiếc xe đó nó hợp pháp thì tất nhiên mình phải ra phòng công chứng tư cũng được, phòng công chứng nhà nước cũng được. Phòng chứng tư nó có ở những cái trên Google anh em search nó cũng ra nữa đó. Khu anh em ở chỗ nào hoặc là hỏi người ta chỉ cho, thì mình cũng phải đi nha. Ra phòng công chứng, ra đó anh ruột mình đi rồi mình cũng phải đi. Anh ruột mình nếu có kết hôn á mà trong hôn nhân á thì phải đi cả chị dâu nha.
chị dâu đi theo để lăn tay và ký tên đó, còn mình thì mình không cần đi. Thì lúc đi thì nhớ rằng có cái giấy kết hôn nữa nha, rồi chứng minh nhân dân cầm cà vẹt theo nha. Rồi câu hỏi tiếp theo đó là bạn người đại lãnh, thì mình đang sở hữu chiếc xe do bố mình mua lại của người khác, giờ bố mình đã mất, vậy mình có thể sang tên qua mình đứng không? Rồi như vậy ha, bây giờ có một cách đó là chiếc xe đó mình có tìm lại được chủ cũ hay không, mặc dù bố mình đã mất rồi, nhưng mà tôi không biết là bạn là hồi đó bố mình mua, bố mình có sang tên cho qua bố chưa. Nếu mình chưa sang tên qua bố thì mình có thể tìm lại chủ cũ mình sang tên được. Hoặc nếu như mình có sang tên qua bố, bây giờ bố đã mất mà bố chưa có gọi là gì, viết giấy ủy quyền cho mình, hoặc là gọi là giấy thừa kế cho mình, thì mình bắt buộc mình phải gọi là gì, đi xin giấy tử để báo rằng là bố tôi đã mất và chiếc xe này tôi chưa sang tên qua tôi hoặc là qua thành viên nào trong gia đình tôi, thì nhà nước sẽ có trách nhiệm là đi công chứng giấy báo tử để tôi được sử dụng chiếc xe này hợp pháp từ bố ruột. Hoặc là đơn giản nhất là bạn chỉ cần cầm cà vẹt cũng như là cái giấy bảo hiểm thì bạn chạy thôi nha. Tại vì nhiều trường hợp mà rắc rối quá thì mình đi lại nó tốn kém quá. Rồi đôi lời với bạn. Tiếp theo bạn Tiến Quyền hỏi là sang tên từ thành phố xuống tỉnh thì sao bạn? Sang tên thì thành phố xuống tỉnh thì giống như tỉnh này qua tỉnh khác, thành này qua thành khác thôi. Thì cũng bình thường nha. Thì đi rút hồ sơ gốc từ tỉnh A, rồi sau đó lấy hồ sơ gốc đó đem qua tỉnh B, rồi làm thủ tục đóng thuế, rồi làm thủ tục ghi hồ sơ, rồi cào xuống máy, rồi cấp biển số mới thôi nha. Rồi trong vòng khoảng một tháng là người ta cho mình đi làm mấy cái thủ tục đó. Tiếp theo bạn Kim 75 bạn hỏi là tùy người nhé, nếu mình thì mình viết giấy tay bao tranh chấp là được rồi, đang đá gà hay đánh bài mà công an lùa bắt xe thì sao, nó chia ra tận nhà nhé, chạy biển số cũ đỡ bị phạt nguội. Cái này thú vị nè. Cái vấn đề mà anh em làm chuyện phạm pháp như đá gà hoặc là làm cái gì đó mà công an người ta lùa, người ta truy á, thì tất nhiên chiếc xe đó rất là dễ bị tịch thu, xung công quỹ. Nhưng mà cái việc mà viết giấy tay bao tranh chấp á, nó thì anh em cũng đừng nên gọi là tin vào cái giấy tay bao tranh chấp nha. Nhiều khi người ta viết rồi người ta nói chữ ký nháy hay là chữ ký giả rồi đó, thì anh em cũng rất là khó, và bây giờ kiện tụng xảy ra là mệt lắm nha. Cho nên hãy sang tên hoặc là ủy quyền đi cho chắc nha. Rồi tiếp theo bạn Cu Gái Sài Gòn hỏi là mình sang tên ở công an xã, phường hay công an quận, huyện vậy anh? Thì mình sang tên thì mình phải bắt buộc phải ra công an quận nha. Công an xã phường không sang tên được đâu nha. Công an xã phường chỉ có cấp biển số mới, đăng ký mới theo luật mới gần đây thôi, chứ công an xã phường không có sang tên được. Vì hồ sơ sang tên trước đây hoặc là hồ sơ sang tên nó quy về quận huyện hết nha. Rồi nó nằm ở trên quận huyện á. Rồi tiếp theo Hiền Cu Te hỏi vậy ổng nói xạo để làm gì sống mà không thật thà. Cái tình huống này thì mình giải thích cho anh em thêm là hồi đó mình có mua chiếc xe NH217 á, thì cái ông cò lái ổng nói rằng là sang tên mắc tiền lắm á. Cho nên là gọi là mình nghe cái từ mắc tiền thì mình mới hoảng ra là mình đừng nên đi, vì sang tên mắc tiền, đi tự nhiên mua chiếc xe đóng tiền giờ sang tên mớ tiền nữa. Cho nên bạn Hiền Cu Te nói là vậy ổng nói xạo để làm gì sống mà không thật thà, tức là tất nhiên ai làm việc gì người ta cũng có những cái mánh khóe, cũng những có những cái cách nói để cho người khác có thể là ngại hay là nhờ cò lái hay này kia ha. Thì cái đó là cái mánh khóe và cái cách để người ta kiếm sống thôi. Cái này mình không có nói nhiều, không nói sâu vào cái công việc người ta được. Tiếp theo bạn Philip Nguyễn hỏi là lúc nộp hồ sơ vô rút thu hồi trả cà vẹt thì bắt buộc chủ cũ đi chứ tự anh nộp không được ha anh? Thì cái này thì mình có giải đáp rồi, là nếu như người chủ cũ, người cái chủ mà với vừa công chứng mua bán á, đi được thì đi, còn không thì phải cho cái cà vẹt, phải cho cái căn cước công dân nha. Mình phải cầm được cái căn cước công dân gốc của họ và đi thì công an mới chấp nhận. Còn nếu như chủ cũ mà không đi mà cũng không đưa căn cước công dân thì bó tay nha. Mình phải nói cái người bán á, phải hợp tác và giúp mình cái việc đó. Rồi, tốt nhất thì người chủ cũ nên đi nếu như thuận tiện. Còn không thì mượn căn cước công dân rồi đi rồi trả căn cước công dân sau. Đó là như vậy ha. Rồi tất cả những giải đáp thêm mình cũng đã có phản hồi trên kênh rồi. Mong anh em
coi lại, cũng như là anh em nào còn thắc mắc nữa thì cứ đặt câu hỏi ở trên đây, mình rất nhiệt tình trả lời, cũng như là anh em ủng hộ đăng ký kênh. Cảm ơn anh em rất là nhiều, chúc anh em sức khỏe và mua bán xe thuận lợi, cũng như là con xe đó được hợp pháp giấy tờ. Cảm ơn anh em, nếu còn thắc mắc hãy để lại comment phía dưới. Mình là Thầy Trọng TV.